Bạn gái tôi chính là cô lớp trưởng Kim luôn, chị đại ở trong trường phổ thông. Vẻ mặt em luôn làm tôi ngất ngưỡng, trong giới giang hồ có một phần cổ đông gọi em là chị đại tỷ. Làm bạn trai em ngại nhỉ, tụi mày muốn kiếm chuyện với tao sâu ghệ đâu ra lại chạy nhỉ. Bạn gái tôi chính là cô lớp trưởng Kim luôn, chị đại ở trong trường phổ thông. Vẻ mặt em luôn làm tôi ngất ngưỡng, trong giới giang hồ có một phần cổ đông gọi em là chị đại tỷ. Làm bạn trai em ngại nhỉ, tụi mày muốn kiếm chuyện với tao sâu ghệ đâu ra lại chạy nhỉ. Dẹt ra khi mà ghệ tao tới, hai bên đàn em xếp nếp và dàn hàng. Phương châm làm việc có hệ thống, từ hàng trăm cho tới cái hàng ngàn. Từ lúc phổ thông anh em cổ đông, ai cũng có mong được bước chân theo chị đại. Nếu mày gây sự cho mày gặp mặt tổ tông, từ người gây chuyện mày trở thành người bị hại. Người yêu tao xin tôi như tính nóng, em là dân chơi chính thống không ngán ngày một ai. Thằng đầu gấu hôm qua phải bỏ học khi đâu phải cô ấy, và chấp nó một tay không muốn lên bàn thờ, nó phải làm thân như vô xin bốc xin cú đấm em ngàn cân. Nhóc ác kiếm mối không biết trên biết dưới, ghệ tao mà ra tay xác định mày trở thành tàn nhân. Bởi vậy tao nói muốn sống nên đi ra. Gang của tao là đại tỷ, bao năm tháng tao cùng nó đi qua, bị nó đấm như sắp mình an ý. Racing boy đua xe không ngại chết, nhưng đụng ghệ tao phải chạy đến đường cùng. Người chạy là nó, nhưng tai nạn xảy ra chính xác ghệ tao mới chính là người đụng. Ê, vậy là tao thân nam nhi, tao cũng có tự ái, nhưng mày thấy là tao, ghệ của tao mới chính là chị đại. Bạn gái tôi chính là cô lớp trưởng Kim luôn, chị đại ở trong trường phổ thông. Vẻ mặt em luôn làm tôi ngất ngưỡng, trong giới giang hồ có một phần cổ đông gọi em là chị đại tỷ. Làm bạn trai em ngại nhỉ, tụi mày muốn kiếm chuyện với tao sâu ghệ đâu ra lại chạy nhỉ. Bạn gái tôi chính là cô lớp trưởng Kim luôn, chị đại ở trong trường phổ thông. Vẻ mặt em luôn làm tôi ngất ngưỡng, trong giới giang hồ có một phần cổ đông gọi em là chị đại tỷ. Làm bạn trai em ngại nhỉ, tụi mày muốn kiếm chuyện với tao sâu ghệ đâu ra lại chạy nhỉ. Và để tao nói cho tụi mày nghe, người yêu của tao nắm chùm cả khối. Bước vào lớp thì tụi mày phải câm, chị đại cho phép thì tụi mày hả nói. Cầm cây thước như là mã tấu, chị đại rồi đó là hung khí. Nếu muốn theo phò tá thì việc đầu tiên là mình phải chung chí. Và địa bàn này là của chị hai, mấy thằng con nít tụi mày nhây thế. Bước vào lớp là mày phải bị sai, tụi mày mà không nghe là coi chừng bay ghế. Vào trong khu thì ba thằng hộ tống, hai thằng cầm súng, một thằng cầm ba lô. Mấy dân chơi chính là những đối tác vũ trường khách sạn mà chị thường ra vô. Và 1, 2, 3 nếu đi ngay chị đại thì việc đầu tiên là đóng tiền bảo kê. Nếu không đưa mà còn giả bố láo thì cái nhà thương là nơi mày phải tới. Ở trong đây thì rể tao đứng đâu, và chấp hết mấy thằng đâu hộ báo. Chị dễ thương nhưng mà thương hỏng dễ, thử đụng vào đi coi chừng em đổ máu. Chị không thích nói nhiều, vô thì vô còn ngay phòng. Nếu em có mau liều, ra đây hãy đổ bốn cây đồ. Những thằng dám nhận mình là thằng thánh thì chị đến nơi chị đập cho bởi miếu. Đánh son đánh phấn chị có thể bỏ qua, nhưng chỗ đánh nhau thì chị không thể thiếu. Yeah. Nói mày nghe thêm một câu, ghệ của tao là đại tỷ. Nếu mày muốn bước vào đây cho mày chơi thật ngại nhỉ. Ghệ của tao là đại tỷ. Ê, ghệ của tao là đại tỷ. Ê. Bạn gái tôi chính là cô lớp trưởng Kim luôn, chị đại ở trong trường phổ thông. Vẻ mặt em luôn làm tôi ngất ngưỡng, trong giới giang hồ có một phần cổ đông gọi em là chị đại tỷ. Làm bạn trai em ngại nhỉ, tụi mày muốn kiếm chuyện với tao sao ghệ tao ra lại chạy nhỉ. What the fuck man?